nằm ở vùng biển Tây Nam, tỉnh Kiên Giang được thiên nhiên ưu đãi nhiều tiềm năng phát triển du lịch, từ trải nghiệm bình dân đến hình thức nghỉ dưỡng cao cấp. Và nhắc đến Kiên Giang, có một điểm đến đầy hấp dẫn, đó chính là Phú Quốc. Vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Ngọc có lẽ không cần phải bàn cãi, nhưng liệu đó có phải là lý do duy nhất để nơi này thực sự hút khách? Hành trình khám phá của phóng viên chúng tôi sẽ cho quý khán giả thấy Phú Quốc còn xứng đáng với tên gọi là miền biển ngọt. Thưa quý khán giả, không phải ngẫu nhiên mà Phú Quốc được mệnh danh là đảo Ngọc, bởi vì hiếm có một hòn đảo xinh đẹp nào vừa làm siêu lòng du khách về cảnh đẹp mà lại hội tụ đầy đủ các yếu tố như là một Việt Nam thu nhỏ. Có người còn gọi Phú Quốc đó là thiên đường của dị biển. Trong hành trình lần này thì chúng tôi không có tham vọng để đưa du khách chu du vòng quanh đất đảo, nhưng ít nhất chúng ta phải một lần trải nghiệm nếm vị biển về phía bắc của đảo Ngọc. Chúng tôi đã đến Bắc đảo sau 30 phút ngồi tàu từ bến cảng Dương Đông, và đây được cho là hoạt động thú vị đầu tiên trong hành trình đi tìm vị biển. Khi mà anh chị câu con cá to đó thì mình vui lòng là mình kéo nương tay, kéo nhẹ nhẹ chậm chậm thôi, đừng có kéo mạnh quá. Cá gốc lửa nha mọi người. Bãi Ông Lan Bắc đảo là một bãi biển nguyên sơ, tĩnh lặng. Được biết, vị trí này chỉ sâu khoảng 10 mét, hải sản vô cùng phong phú. Cũng có thể gọi đây là trải nghiệm đáng đồng tiền bát gạo nhất trong chuyến đi này. Điều kỳ diệu phía dưới đại dương sẽ cho du khách tận mắt nhìn thấy cái được gọi là biển bạc, là tài sản vô giá nằm ở phía bắc đảo Ngọc. Ở phía đông của đảo Ngọc còn có một điểm đến không thể bỏ qua, đó là làng chài Hàm Ninh. Biển ở làng chài không chỉ đẹp vì lấp lánh nắng vàng, mà còn nên thơ nhờ nghề thả câu quăng lưới. Hầu hết ngư dân ở đây đánh bắt bằng ghe nhỏ, sinh kế cũng vì vậy mà khá chồng chành. Tuy nhiên, việc kết hợp làm du lịch như một cứu cánh cho ngư dân xứ này bù vào những tháng ngày bó gối. Và ghẹ Hàm Ninh cùng với cá trích chính là hai hải vị làm nên danh tiếng của làng chài. Thì cái đặc biệt của ghẹ Hàm Ninh, nó con nhỏ nhưng mà thịt chắc và nó ngọt thịt. Đông một cái là ngày mấy trăm dĩa có đó nha. Đi Phú Quốc là mình phải ăn cái món cá chích này mới là ngon, là món đặc sản của Phú Quốc mà. Từ một làng chài, nay Hàm Ninh, kim luôn làng du lịch. Người dân ở đây không chỉ sống bám vào cua cá nước mặn, mà đã sống khỏe nhờ vị ngọt biển quê mang lại.